Và xin kính chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với video chia sẻ về kính mắt tại kênh Kính Cổ Dũng Trần. Và trong video ngày hôm nay, em Dũng Trần tiếp tục tuyển thêm được cho toàn thể các bác tại kênh 4 cây kính Ray-Ban Mỹ rất là chất. Và cụ thể sẽ là một cây kính Ray-Ban Driving size 62, một bản size 62 mắt B15 nâu trà, dòng chuyên dụng để lái xe. Và tiếp theo cây bên dưới trong lô này có tuyển được một cây Ray-Ban quả trứng và hay gọi là Olympian DX1. Đây cũng là một cây đẹp cứng cạnh, rất chất, form DX1. Và tiếp theo trong lô đợt này có về được một cây Ray-Ban Chrome Max size 62. Và đây là dáng 3 cầu. Cây này cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn các bác nhé. Đẹp mỹ miều luôn, từ vỏ bao cho đến kính, cực chất. Đó, là một bản mắt Chrome Max, cũng là mắt B20, mắt lái xe. Và số 4 sẽ là một bản Ray-Ban bản giới hạn, đó là bản Ray-Ban Masterpiece logo nổi, càng đùi dế. Đó, cũng còn nguyên tem, thẻ tác và vỏ bao zin. Đó, rất là chất. Và đây là 4 cây kính chất, 4 cây kính em Dũng Trần đã tuyển được để chia sẻ tới toàn thể các bác. Và đây sẽ là 4 cây kính có thể gọi là dành cho những bác khó tính nhất. Đó, và kỹ tính. Đó, thì mời các bác hãy cùng theo dõi 4 cây kính này. Và cây đầu tiên sẽ là một bản Ray-Ban Driving size 62, mắt B15 lâu trà, thập niên 1980 của Mỹ. Và cây Driving này cũng đi kèm với nó là vỏ bao zin. Ray-Ban Driving bao lo và vỏ bao màu nâu. Dòng 3 cầu thì thường sẽ đi với vỏ bao nâu các bác nhé. Đấy, riêng dòng Driving này thì 3 cầu thường đi vỏ bao nâu, còn 2 cầu thì cũng có đời vỏ bao nâu và cũng có đời vỏ bao màu sáng và màu vỏ đời vỏ bao sần. Giống như giá dòng của mắt G15 và mắt rau muống bình thường ấy. Và cây này thì tình trạng thì đẹp xuất sắc và vỏ bao đi kèm đúng đời rồi. Và dành cho những bác có khuôn mặt to size 62. Khung gọng và toàn bộ mắt vẫn còn đẹp nguyên nha các bác. Đấy, đẹp đều. Mắt B15 nâu trà, tráng thủy. Rất là sang. Đeo và mắt B15 thì nó sẽ có hơi tráng thủy nhẹ các bác nhé. Hơi tráng thủy nhẹ phía bên trên. Nó sẽ tăng cái độ chống chói khi các bác đi ban ngày. Rất là tốt. Và nó hơn nữa thì nó tăng thêm cái độ sang chảnh khi chúng ta đeo nữa. Và cây Driving mã số 1 này xin chia sẻ được các bác với giá là 6 triệu 5. 6 triệu 5 các bác nhé. Và cây Driving này nằm ở mã số 1. Và em tuyển được duy nhất một cây Driving đẹp xuất sắc. Và tiếp theo chuyển sang cây mã số 2. Cây mã số 2 sẽ là một bản Driving sống trâu. Đúng hơn là một bản Driving quả trứng. Đoạn Ray-Ban quả trứng. Ray-Ban quả trứng này cũng là một cây đẹp xuất sắc nha các bác. Và cũng đi kèm với nó là một chiếc vỏ bao zin. Hôm trước cũng về được một cây quả trứng rất đẹp và các bác cũng đã chọn rất là nhanh. Và cây này về được cũng là một cây đẹp tương tự như cái cây vừa rồi luôn các bác nhé. Đẹp bén cạnh và các bác nào mà gọi là thích đẹp xuất sắc và kỹ tính thì các bác có thể chơi cây quả trứng này, quả trứng D1 rất đẹp nha các bác. Đấy, vàng lòng trong lòng ngoài vẫn còn đẹp nguyên. Chữ nghĩa ở trên chuôi nhựa vẫn còn nguyên nha các bác. Lòng trong lòng ngoài rất là đẹp. Ve vẫn còn, thậm chí ve vẫn còn dầu nha các bác. Đấy. Ve vẫn còn cái lớp dầu phía bên trong, ve trong vắt luôn. Và cây này là có sử dụng tròng là G15 xanh đen, size tròng là 61 và ngang tổng thể là 14 cm, dành cho những bác nào khuôn mặt to. Và dòng này thì sẽ là mạ vàng 22K các bác nhé. Cây này thì có giá là 6 triệu 5, xin chia sẻ với các bác là 6 triệu 5. Cây đây một cực đẹp, cực chất. Đã, dành cho những bác nào khó tính. Đây, các bác nào khó tính hơn nữa thì xin mời các bác hãy qua cây Chromax. Cây này là cây mã số 3.
Trong đôi này thì em có về được một bản Choro Max size 62. Cây này về được thì cũng cực chất luôn, là vẫn còn mới từ cái vỏ bao. Vỏ bao của cây này vẫn còn gọi là nguyên phấn luôn. Rất đẹp nha các bác. Vỏ bao chữ nghĩa vẫn còn rất đẹp. Và cây này phụ kiện thì sẽ còn một chiếc khăn zin này, khăn zin cũng còn rất mới. Một chiếc khăn zin có nội dung là Roy Bang Driving Choro Max, và đây cũng là dòng chuyên dụng để lái xe. Driving cũng là dòng chuyên dụng để lái xe của dòng dòng Roy Bang. Nó giống như cây số 1 là cùng chủ đề là lái xe, và cũng kèm theo đó là một quyển sách. Nhưng cây này thì là sử dụng mắt B20, tức là mắt này nó sẽ sáng hơn, và mắt này thì có thể đi được ban đêm được các bác nhé. Các bác có thể đi được cả buổi tối, hỗ trợ đi được cả buổi tối. Đó. Thì dòng Driving này thì nó hỗ trợ hơn so với những các dòng khác, đó là nó sẽ tăng cái độ tương phản màu sắc, và nó khi các bác đi trong cái tiết trời sương mù nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào đấy, để cả các bác lái xe nó sẽ dễ hơn. Đó. Và cây này là size 62 các bác nhé. Cây Roy Bang Choro Max size 62, form dáng 3 cầu. Đấy, mắt B20 nâu trà. Cây này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Rất lâu rồi thì mới có về được một bản Roy Bang Choro Max đẹp, vì dòng Choro Max đẹp bây giờ là rất hiếm rồi các bác nhé. Các bác lưu ý là những cái dòng lái xe, và nhất là những dòng 62 của dòng Choro Max này bây giờ là rất là khó săn rồi. Rất khó săn các bác nhé. Chuôi, và chuôi thì nào, chuôi nhựa đen nó đồng bộ với màu cầu, và ve thì sẽ là ve trong. Đó, ve vẫn còn đẹp nguyên luôn các bác nhé. Cốt ve BL và toàn bộ vàng thì vẫn còn đẹp óng ả. Một bản Choro Max thập niên 80. Và giá sở hữu của cây Choro Max này, cây này đẹp xuất sắc, thì có xin chia sẻ với các bác với giá là 11 triệu 5. Đó, rất xứng đáng phải không ạ? Một cây Choro Max cực kỳ tuyệt vời. Rất đẹp. Một bản tiêu chuẩn của Mỹ. Tiếp theo chuyển sang cây số 4. Cây số 4 trong lô này em cũng Dũng Trần có về được, đó là một bản Roy Bang Masterpiece. Và trước đó thì cách đây 1-2 tháng thì cũng về được một cây cũng đầy đủ như thế này, nhưng nó là size 62. Các bác nào có thể theo dõi. Lần này gần nhất thì về được đây, chính là cây này. Đó là cây size 58. Đó. Và cây này cũng còn tem, còn thẻ tác, còn vỏ bao. Và đây, nó còn cả một cái hộp cắt tông của nó đây nữa các bác nhé. Đấy, cây này thì gồm rất nhiều đồ chơi. Đó là cây Masterpiece mã số 4. Còn cả một cái sách. Đó, gồm đến 5 phụ kiện. Đó, rất nhiều. Đó, nguyên đồ chơi của cây nguyên đồ chơi của cây Masterpiece này đã thoải mái để các bác sưu tầm rồi. Đó, bày tổ thì lại rất tuyệt vời. Và đây các bác xem tổng quan. Dòng Masterpiece này thì sẽ có màu tròng là G15 xanh đen, và đây là cây size 58. Toàn bộ khung gọng thì sẽ đều được lắc cây vàng, mạ vàng dày 24K. Và đây là một bản càng đùi dế, bộ càng rất là to và khỏe. Và phần gối của phần Roy Bang càng bên trái thì sẽ có logo Roy Bang, dòng chữ Roy Bang rất là nổi và đẹp, được hiển thị ở phía phần gối. Và phần tròng trái thì cũng sẽ có logo nổi. Đó, thì đây là một trong những dòng rất đặc biệt của nhà Roy Bang. Phần đa sẽ là chữ in, còn dòng này thì nó sẽ là đặc biệt hơn, nó sẽ là chữ nổi trên tròng. Và góc 9 giờ và 3 giờ chúng ta cũng sẽ có logo BL, đó là hiển thị cái ký hiệu của kính Mỹ, cũng như là Roy Bang BL USA ở trên cầu. Đó, và tất cả các dòng kính vừa rồi em đã chia sẻ mà form dáng giọt lệ thì sẽ đều có thông tin thông số trên cầu các bác nhé. Và cây này thì nó sẽ thêm bên ngoài cái thông tin thông số về Roy Bang USA, thì nó sẽ có thêm một cái số series theo đi theo kính nữa. Như cây này nó sẽ là GC4982, đó là cái số series ở trên cây kính này. Thì mỗi một cây kính nó sẽ đều có một cái mã thứ tự và mã sản xuất. Đó, cây này cũng vậy. Về tình trạng của cây này thì đẹp đều các bác nhé,
rất đáng để các bác sưu tầm. Và cây này sẽ dành cho những bác nào có khuôn mặt nhỏ, vừa và nhỏ, đeo vừa size 58 thì các bác có thể chơi một cây gọi là chất một chút. Thì đây là một cây Masterpiece, cũng là một cây thuộc hệ sách đỏ rồi các bác nhé. Dần dần cũng thuộc hệ sách đỏ của nhà Ray-Ban rồi. Đó. Và cây Masterpiece này xin chia sẻ cho các bác với giá là 12 triệu tròn. Đó. Cũng là một cái mức giá rất là tốt để các bác sở hữu một phiên bản Ray-Ban Masterpiece. Và đây là bốn cây kính có thể gọi là dành cho những bác nào và gọi là kỹ tính và khó tính rồi. Đó, thì các bác có yêu thích một trong bốn cây kính này thì các bác có thể liên hệ với em Dũng Trần. Còn bây giờ thì sẽ lên mắt trực tiếp để các bác nhà mình cùng được theo dõi. Vâng, và bây giờ em sẽ thực hiện đeo lên trên khuôn mặt trực tiếp bốn cây kính này các bác nhé. Và cây đầu tiên sẽ là cây Ray-Ban size 62. Cây Ray-Ban mã số 1. Form dáng Ironman 3 cầu. Đó, các bác thấy sao về cái form dáng này? Form dáng rất dễ đeo phải không ạ? Rất dễ đeo, rất dễ nhìn. Đó, và mắt tráng gương, sáng thủy nó sẽ có cái sự phản chiếu và nó sẽ rất là sang. Size 62 các bác nhé. Đó, đây là cây mã số 1. Tiếp theo chuyển sang cây số 2 sẽ là cây Ray-Ban Olympian DX1, cây Ray-Ban quả trứng. Đó, cây này thì sẽ là mắt G15. Và đây là mắt quả trứng. Đó. Cái độ ôm của cây DX1 này rất là tốt. Và các bác có thể thấy mỗi một form dáng của kính Ray-Ban nó sẽ cho ta một cái thần thái khác nhau. Và dáng của Ray-Ban Mỹ thì rất nhiều những form dáng đẹp và chất. Cây này thì nó mang cái góc độ cá tính rất là nhiều. Đó. Và tình trạng cây này rất đẹp các bác nhé. Đấy, vàng vẫn còn đẹp nguyên luôn. Đó. Và đây là cây số 2. Cây số 3 sẽ là cây Churomac. Và em sẽ lên mắt cây Churomac này. Đó. Đeo cái mắt Churomac này thì mắt B20 nó đeo lên nó bừng sáng luôn các bác nhé. Đó. Đeo lên nó bừng sáng luôn. Đó. À, dòng này thì các bác có thể đi được cả hỗ trợ đi được cả buổi tối. Đó, mắt B20 và form dáng của cây này cũng giống như form dáng cây số 1, đó là form dáng Outdoorman, form dáng 3 cầu, cũng là size 62. Đó. Đẹp lắm các bạn, đeo những cây trong video này thì toàn những cây gọi là siêu phẩm hết các bác nhé. Đó, rất tuyệt vời. Và đây là cây mã số 3 là bản Chromax. À, vâng, và cuối cùng sẽ là cây kính Ray-Ban Masterpiece phiên bản giới hạn và logo nổi và càng đùi dế. Đó, và cây này sẽ là size 58, cũng là form dáng Outdoorman và mắt là mắt G15. Đó, thì đây, đeo lên xuyên khuôn mặt thì nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đó, cũng rất là dễ đeo, rất là sang. Đó, logo nổi và càng đùi dế. Lại có logo Ray-Ban ở phần gối kính nữa. Được chưa? Cực kỳ sang chảnh luôn các bạn nhé. Đó, đây chính là thương hiệu Ray-Ban Masterpiece. À rồi, và như vậy là bốn cây kính cũng tương đương với bốn dáng kính em Dũng Trần cũng đã đeo lên trực tiếp bên trên khuôn mặt rồi. Và em Dũng Trần thường sẽ có thói quen đeo như thế này để biết đâu khi các bác nhiều xem đi xem lại nhiều lần thì các bác không thích, nhưng các bác cuối cùng các bác lại có cảm tình thì sao ạ? Đã rất nhiều bác đã như vậy rồi. Đó. À, vâng, và các bác nào có yêu thích những dáng kính nào hoặc là cần quan tâm cây kính nào trong bốn cây kính này thì các bác vui lòng liên hệ với em Dũng Trần qua số điện thoại phía trên góc phải màn hình để em có thể là hỗ trợ các bác cũng như là gửi hình ảnh thêm để các bác nhà mình cùng được tham khảo và sở hữu. Và tất cả những cây kính em Dũng Trần chia sẻ tại kênh thì đều là những cây kính nguyên zin chính hãng 100%, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái tính xác thực của đồ. Đấy là em Dũng Trần cam kết các bác nhé. À, rồi, và xin cảm ơn toàn thể các bác và hẹn toàn thể các bác trong những video sau của em Dũng Trần. Và trước khi kết thúc thì các bác đừng quên hãy cho em Dũng Trần một lời bình luận cũng như là một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi lần em Dũng Trần lên video mới thì các bác đều nhận được thông báo về máy. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.